Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa cúc đại đoá như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cành hoa mẫu mà mình đã làm sẵn. Thì bông cúc đại đoá nó có hình dạng đại loại như thế này. Bông này mình làm cũng hơi nhỏ nên là cũng chưa được đẹp lắm. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái cúc đại đoá như thế này. Thì để làm được cái cúc đại đoá như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau. Nguyên liệu để làm được cái bông cúc đại đoá thì gồm có những nguyên liệu như sau. Đầu tiên là các bạn chuẩn bị cho mình tờ giấy nhún màu xanh có kích thước là 5x20, màu vàng cũng kích thước là 5x40, tức là gấp đôi cái kích thước chiều dài của cái mảnh giấy màu xanh này. Tiếp đến là một mảnh giấy màu vàng 6x40, 7x40 và hai mảnh 9x40 nha. Tiếp nữa là giấy sần mình để làm cánh hoa, còn giấy nhún màu xanh để làm nhị hoa, kẽm cành để làm cây và kẽm si để chúng ta sẽ làm gân lá nha. Tiếp nữa là keo sữa và băng keo sáp. Một số nguyên liệu nữa là kéo và kìm cắt chẳng hạn thì mình không đưa vào đây. Thì đấy là nguyên liệu cơ bản để chúng ta có thể làm hoa rồi. Thì đó, nguyên liệu thì như vậy. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết để làm nha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ làm phần nhị hoa trước nha. Phần nhị hoa của bông cúc đại đoá này thì có mình thấy ở hoa thật thì một số bông không nhìn thấy nhị, nhưng mà một số bông thì có cái nhị và bên trong nó hơi xanh một chút. Thì mình sẽ dùng cái giấy nhún màu xanh này có kích thước là 5x20 nha. Thì các bạn dùng kéo cắt tua rua nha. Các bạn cắt tua rua như thế này, mảnh màu xanh này. Tiếp đến là một mảnh có kích thước 5x40, mình cũng cắt tua rua như vậy nha. Tiếp là mảnh 6x40, mình cũng cắt như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cắt đến mảnh 7x40. Mảnh 7x40 này thì mình sẽ cắt nhọn ở phần đầu nhá. Đây mình sẽ cắt mỡ. Mình sẽ cắt hình nhọn như thế này.
Sau khi cắt thì chúng ta sẽ được cái mảnh 7 x 40 như thế này nha. Tiếp đến là mảnh 9 x 40 thì chúng ta sẽ cắt như sau. Thì cánh hoa cúc thì nó hơi lượn ở phần đầu ấy, thì các bạn sẽ cắt cũng cắt nhọn, các bạn cứ cắt nhọn cho mình nhá, cắt nhọn một đầu. Tương tự với mảnh 9 x 40 còn lại chúng ta cũng cắt như vậy nha. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ được những giải giấy như thế này nha. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phía trước nhỉ, uốn phần cánh trước nha. Với cái mảnh 90 x 40 như thế này ấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn sẽ dùng tay xoắn cái đầu này, xong các bạn ấn nó xuống như thế này, xoắn các đầu cánh nhọn ấy. Các bạn cứ làm như vậy cho đến hết cái chiều dài mảnh giấy nhá. Nó mà hơi dài thì các bạn cắt đi. Quên mất. Các bạn mình sẽ hướng dẫn như thế này nhá. Các bạn dùng keo này. Phết vào các cái đầu nhọn như thế này nhá. Rồi các bạn dùng tay xoắn rồi. Ấn nó xuống như thế này, như vậy là cái phần mà mình xoắn ấy nó sẽ dính vào cái có phần keo ấy thì nó sẽ dính vào cái phần đằng sau này, nó sẽ không bị trồi ra như thế này nhá. Đây, mình dùng keo dán thì nó sẽ được dính như thế này nhá. Các bạn hiểu chưa? Mình sẽ làm tương tự như vậy cho đến hết cái chiều dài của hai mảnh 9 x 40 nhé. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến hết của mảnh giấy này và mảnh giấy 9 x 40 này nhá. Sau khi chúng ta dán xong cái phần dải cánh 9 x 40 như thế này á, thì các bạn sẽ dùng tay này xoắn cái phần này lại. Xoắn như vậy cho đến hết cái chiều dài mảnh giấy nhún này nha. Chúng ta cứ xoắn như vậy cho đến hết. Và tương tự với cái mảnh 9 x 40 kia thì mình cũng làm như vậy nha. Đây, mình đã xoắn được xong hai mảnh giấy như này. Thì
Bây giờ thì chúng ta sẽ dở từng cái mảnh giấy này ra nhá. Đây là mảnh 9 x 40 này. À đâu, đây là mảnh 7 x 40 chứ, mình nhầm nhá. Đây là mảnh 6 x 40. Và 5 x 20. Còn đây là hai mảnh 9 x 40 nha. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép vào cây nha. Thì các bạn dùng kẽm cành này, rồi các bạn dùng keo sữa quét keo vào đầu như thế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ cuốn cái mảnh 5 x 20 trước nha. Các bạn thiết keo vào, dùng ngay cái kẽm cành cho nó tiện. Rồi các bạn đặt vào đây rồi các bạn cuốn này. Chúng ta được phần nhị đầu tiên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cuốn mảnh 5 x 40. Các bạn dùng keo sữa này phết vào. Rồi chúng ta cuộn vào cái mảnh màu xanh này nha. Các bạn cuộn sao cho cái chân này, hai cái chân nó bằng nhau này. Chúng ta được phần nhị thứ hai. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái phần nhị 6 x 40 nha. Tiếp keo sữa lại. Các bạn cuộn cho đến hết chiều dài nhá. Đó, sau khi cuốn xong thì sẽ được cái mảnh cái nhị như thế này. Tiếp theo là đến mảnh 7 x 40 nhá. Các bạn cuộn làm sao cho cái phần nhị này nó cao hơn cái phần nhị màu cắt tua rua kia nha.
Đấy, sau khi xong thì chúng ta sẽ được nhị như thế này nha. Thì cuối cùng thì chúng ta sẽ gắn cái phần lớp cánh 9 x 40 nha. Các bạn ơi, kéo giãn nhẹ ra một chút nha. Rồi sau đó các bạn phết keo và dát vào thôi. Tương tự thì các bạn cứ ghép hết vào, ghép đến mảnh thứ hai kia nhá. Sau khi mà các bạn đã ghép được cái phần cánh hoa vào phần cúc đại đoá như thế này thì chúng ta sẽ được một bông cúc đại đoá như thế này nha. Thì đây là kích thước của mình làm như thế này thì mình cảm thấy nó vừa đủ độ to rồi. Thì bạn nào mà chưa cảm thấy chưa nghĩ về cái độ nở như thế này của hoa cúc này đấy thì các bạn có thể làm thêm 1 đến 2 mảnh 9 x 40 rồi các bạn ghép vào nha. Thì khi nào mà các bạn cảm thấy nó độ nở nó vừa đủ rồi thì các bạn dừng lại nha. Như thế, còn mình thì như thế này mình cảm thấy nó ok rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần đài và phần lá nha. Để làm phần lá à phần đài thì chúng ta cần mảnh giấy nhún màu xanh có kích thước là 12 cm nhân với chiều rộng cũng là 12 nha. Sau đó thì các bạn gập giấy như thế này. Rồi các bạn cắt ta theo mình như thế này nha. Rồi các bạn mình cắt nó bị hơi lệch. Lúc gấp mình gấp nó không được chuẩn nên là cắt nó đã bị lệch. Thì đây chúng ta sẽ được cái phần đài hoa như thế này. Chúng ta sẽ ướm vào cái phần hoa cúc mà chúng ta vừa làm xong đấy. Như thế này nha. Đó. Rồi các bạn dùng keo nến để dán vào thôi. Keo sữa. Sorry. Đây bây giờ mình sẽ dán cái phần đài vào nha. Đó, chúng ta đã xong cái phần đài nhá.
Nhi Nhu làm gì đấy? Tiếp đến thì chúng ta sẽ làm phần các bạn dùng băng keo sáp để cuốn tạ lại nha. Bạn nào mà không dùng băng keo sáp thì có thể dùng cái giấy nhún màu xanh để cuộn lại cho nó đồng đều với cái màu này nha. Ở đây thì mình tiện thì mình làm luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm đến cái phần lá của hoa cúc. Thì các bạn chuẩn bị cho mình hai mảnh giấy sần có kích thước bằng nhau như thế này. Kích thước là tầm 14 đến 15 cm nhân với 7 cm. Tiếp nữa là phần kẽm si. Các bạn dùng kẽm si sao cho nó dài hơn cái phần giấy này một chút thôi nha. Thì vì lát nữa chúng ta ghép vào cái phần cành ấy thì nó không cần thiết là chúng ta làm quá dài nhá. Thì các bạn dán hai cái mảnh này, các bạn chập đôi cái mảnh giấy như thế này lại rồi chúng ta gấp đôi. Các bạn sẽ cắt tạo hình lá hoa cúc. Lá hoa cúc thì lá của mình cắt nó kiểu như thế này. Chứ thực ra thì nó hơi khác một chút, nhưng mà mình sẽ cắt, mình thấy cách cắt cái kiểu này nó dễ nhất thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt nha. Chứ còn bạn nào mà muốn làm cái lá nó giống thật một chút thì hơi kỳ công. Và các bạn có thể xem trên mạng hoa thật, lá hoa thật thì các bạn làm nhé. Đây mình sẽ gấp đôi cái giấy lại và sau đó các bạn cắt lượn. Cắt lượn khoảng 3 cái lượn như thế này, sau đó thì các bạn kết thúc ở cái điểm đầu nha. Thì các bạn sẽ được cái lá có hình dạng như thế này. Rồi bây giờ các bạn dùng keo sữa để dán hai mặt của chúng lại. Các bạn phết ra. Mình làm như thế này thì bằng cái giấy sần này thì nó hơi bị mỏng nên là mình sẽ gấp đôi lại. Còn bạn nào mà mua được lá giả hay là làm bằng cái giấy loại nó cứng hơn ấy thì các bạn không cần thiết là phải dán như mình nhá. Nhưng mà theo mình thì dán như thế này rồi các bạn đặt cái kẽm si này vào đấy thì lúc mà chúng ta cần có uốn cái lá ấy, thì nó cũng sẽ dễ hơn rất là nhiều nhá. Rồi bây giờ các bạn dán hai cái lá, ráp hai cái mặt nó vào với nhau như thế này nhá. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần lá. Rồi chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để cuốn lại che cái phần đầu đi nha. Tương tự các bạn làm thêm khoảng 3 đến 4 cái lá như thế này. Đây mình đã làm sẵn rồi. Cái lá này cắt nó hơi dị dạng tí. Nó hơi buồn cười đúng không ạ? Nhưng mà mình chót cắt rồi chả biết làm nào. Mình lại lười làm lá mới. Tạm như thế nhá. Rồi bây giờ công đoạn cuối cùng là chúng ta
ghép lá vào hoa là xong thôi. Thì các bạn dùng băng keo sáp nha. Cuốn lại. Ghép các lá vào thôi. Các bạn ghép vị trí như nào cũng được. Là do các bạn. Ôi, đến giờ họ làm rồi đấy. May quá mình quay cũng gần xong rồi. Thì khá là ổn. Này xoay mãi mà chả thấy xong. Sau khi ghép xong lá thì chúng ta sẽ dùng tay để uốn cái lá sao cho nó đẹp đẹp một chút. Đây đây là hình đây là cây cúc họa mi mà mình cảnh cúc họa mi cúc đại đóa mà mình vừa làm xong. Thì đây nó sẽ có hình dạng như thế này. Thì cái bông cúc hiện tại mình làm thì nó to hơn cái bông cũ một chút. Đây, mình sẽ so sánh. Đó, thì kích thước thì nó cũng như vậy thôi, nhưng mà cái độ to thì nó to hơn một chút. Nên là nhìn nó hơi to nha. Nhưng mà cúc đại đoá thì phải to mới đẹp đúng không ạ? Còn bạn nào mà muốn làm bông nó nhỏ hơn thì các bạn bớt đi một phần... cánh 9x40 ở bên ngoài cùng ấy, cái lớp cánh ngoài cùng ấy, hoặc là làm nó kích thước nó nhỏ hơn khoảng 25-30cm thôi thì nó sẽ nhỏ hơn nha. Đây là hai bông cúc đại đoá mình đã làm xong và mình cũng đã hướng dẫn xong các bạn làm bông cúc đại đoá. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu cúc này nha. Cúc này thì các bạn có thể làm với các màu vàng hoặc là màu trắng cũng được nha. Mình thấy màu trắng nó lên clip thì màu vàng lên clip thì trông nó đẹp hơn nên là mình đã chọn màu vàng để làm. Bạn nào mà muốn làm màu trắng thì có thể lấy giấy nhún màu trắng để thay thế nha. Chúc các bạn thành công với cái mẫu cúc này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha.